đôi vợ chồng trẻ vượt 100 cây số đường rừng để cứu chú nghé sắp chết, khiến người xem rơi nước mắt. Trước đó, đôi vợ chồng trẻ này sau khi đi làm rừng về thì vô tình phát hiện ra một chú nghé lạc mẹ, dây rốn còn chưa rụng. Về cũng khá là muộn, nhưng mà sáng nay thì vợ chồng em đi qua cái đoạn này thì cũng đã gặp thấy con bê này rồi, nhưng mà không nhìn thấy nó mẹ nó đâu. Do trời sắp tối nên họ đành quay về nhà. Ngay hôm sau, họ quyết định quay lại để tìm chú nghé con. Khi được chủ nhân clip phát hiện, sự sống của chú nghé chỉ còn tính bằng giờ vì lạc mẹ, em lại mới sanh. Nên nếu chỉ lang thang thêm hơn chục tiếng nữa thôi, có lẽ em đã chết trong rừng. Thứ nhất là nó khá là muộn, mà hai nữa là đường rừng nó rất là khó đi vì tối muộn rồi. Thế nên là hôm nay này em phải cầm sữa lên cho nó ăn đi các bác. Đây thật sự là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, không chỉ đối với chú nghé nhỏ, mà cả đối với đôi vợ chồng trẻ có tấm lòng nhân hậu nữa, phải không các bạn? Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng viết: vợ chồng này có tấm lòng, sau này sẽ có phúc, tự nhiên thấy cảm động thật sự. Anh chị phúc đức quá, nhân duyên đó, biết đâu lại là người thân của nhà anh kiếp trước. Được biết sau đó đôi vợ chồng tốt bụng này đã dẫn bộ chú nghé về nhà để tạm thời chăm sóc. Bạn nghĩ như thế nào về hành động ý nghĩa này của đôi vợ chồng trẻ? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Thank you.